Dạ vâng ạ, xin chào tất cả mọi người nhé. Và tiếp tục thì ở trong video ngày hôm nay thì em cũng sẽ lại lên cho cả nhà mình. Đó là các mẫu đồng hồ chính hãng của Nhật, Thụy Sĩ và đều được đấu giá trực tiếp ở trên trang Nhật. Vì thế cho nên là ngày hôm nay thì sẽ có những cái phiên bản mà còn mới nguyên hộp và có những phiên bản thì cũng đã qua sử dụng rồi. Và em sẽ giới thiệu chi tiết hơn cho cả nhà mình ở trong video. Mọi người yêu thích ở mã hàng sản phẩm nào thì các chị có thể liên hệ đặt hàng theo số hotline và cũng là số Zalo của em. Đó là số 0858585842 hoặc có thể để dưới phần comment bình luận. Và mọi người hãy nhớ bấm đăng ký kênh nhé, cũng như bật phần chuông thông báo để có thể liên tục cập nhật mã hàng mới bên em. Ngày hôm nay thì em cũng sẽ lại lên cho cả nhà mình với mẫu đồng hồ mà một cái kiện mới về. Thì sẽ có với các mẫu của dòng Carnival với phiên bản của dòng Form Patek Philippe này. Ngoài ra thì sẽ có Morosecadi, Fubo, Zeppelin, Citizen và một vài thương hiệu khác nữa. Và không để mọi người đợi lâu thì em cũng sẽ lên luôn với mã sản phẩm đầu tiên nhé. Với mã hàng sản phẩm đầu tiên thì em sẽ gửi đến cho cả nhà mình một cái mẫu của Citizen này. Đây là một cái mẫu Citizen mà cái form của nó sẽ là một form hình chữ nhật rất là đẹp. Cái này thì dành đến là cho các anh nam tay vừa và nhỏ. Đấy, đây mọi người thấy không ạ? Cái form dáng, kiểu dáng của nó thì nó sẽ là một cái form dáng vuông tay một chút xíu. Nó có 3 kim nhá và nó có một đôi cửa sổ lịch ở vị trí góc 3 giờ. Đó, ở đây sẽ sử dụng module máy của nó sẽ là dòng E011. Đó, cọc số thì sẽ vừa là cọc số La Mã này, ở vị trí 12 và 6. Còn lại thì nó sẽ kết hợp với cả cọc vạch. Đấy, viền thép trắng nhá. Đây, nó có một cái chi tiết dummy, thì cái dummy thì nó sẽ thiết kế đó là dummy ở hai cái viền ở phía bên trên này. Thế còn dây này, thì mọi người đúng không ạ? Làm phay xước này, sáng bóng này, sẽ kết hợp với nhau. Đó, chốt khóa. Và cái bản này thì rất là mới luôn ý. Kiểu dạng như là người ta chỉ sử dụng 1 đến 2 lần thôi, chứ không có sử dụng nhiều. Nên là mọi người thấy là thứ nhất đó là dây này, gần như là không thấy có các cái vết xước mấy đâu. Gọi là nếu mà có thì nó chỉ gọi là các vết xước răm nhẹ thôi, chứ không đáng kể. Và thứ hai nữa là dây dài thoải mái luôn. Đó, đằng sau đấy đây cũng sẽ có các phần thông số, đó là Eco Dry, tức là sử dụng pin năng lượng mặt trời nhá. Mọi người đều biết về cái dòng pin năng lượng mặt trời này rồi, bởi vì cái pin năng lượng mặt trời này thì nó sẽ có cái tuổi thọ pin nó rất là lâu. Thứ hai nữa đó là cái về cái chi phí, đúng không ạ? Bởi vì là tuổi thọ pin nó lâu thì tất nhiên là mình đỡ phải thay pin, thì nó sẽ tiết kiệm được rất nhiều chi phí cho mình. Ngoài ra thì với cái bộ pin này nó sẽ, bởi vì mình cũng không có phải thay pin, thì nó cũng sẽ giảm thiểu được các cái rác thải ra khỏi môi trường. Đấy, nó sẽ rất là tốt nhá. Các chị thấy nó mỏng không ạ? Bản này thì có size mặt đó là size 26.2 và càng của phiên bản này sẽ là 37.3. Độ mỏng của phiên bản này sẽ là 6.9. Đấy, và như cổ tay của em nhá, đó chính là 16.5 này. Đấy, em đeo vừa luôn đấy. Hoặc là các anh nam có cổ tay nếu mà 17 thì cũng đeo được đấy ạ. Dạ vâng, chứ nó cũng không phải là nhỏ quá đâu. 17 đổ xuống nhá. Đấy, 17 đổ xuống. Và mẫu này thì em đang để cho cả nhà mình mẫu này, đó chính là 1.900.000. 1.900.000. Bản này sẽ ở mã hàng đầu tiên, đó chính là phiên bản mã 521. 1.900.000 mã 521. Di chuyển tiếp theo sang ở mã 522, thì ở phiên bản 522 thì em sẽ lên cho cả nhà mình một cái mẫu nữ này. Đây chính là mẫu của Morosecadi. Vì vừa rồi thì cũng có nhiều các anh nam có hay hỏi em với các mẫu nữ để mọi người có thể mang đi tặng. Thì đây sẽ là một phiên bản mà em phải nói thật sự rất rất đẹp và rất là xuất sắc. Mọi người chốt ở phiên bản này thì chắc chắn một điều là lên tay không thể chê một điểm gì luôn ý. Bởi vì Morosecadi về thương hiệu của nó thì nó là thương hiệu của Ý và nó cũng là một cái thương hiệu gọi là thương hiệu luxury tại Ý luôn ý. Nên là các cái mẫu mã hay thiết kế của họ luôn luôn là các cái mẫu thiết kế hàng đầu. Bởi vì là nữ thì họ sẽ chủ yếu là tập trung vào cái hình thức ý. Nó phải đẹp, phải sang. Đấy, thì đây sẽ là một cái sự lựa chọn này để cho mọi người có thể làm mang đi tặng hoặc các anh chị có thể để đeo. Rất là đẹp nhá. Đây, hộp đầy đủ nha. Đó, và đây mọi người thấy không? Rất đẹp, rất là xinh luôn. Đó, đây này. Em cho cả nhà mình xem kỹ hơn ở phía bàn này nha. Đó, đây là mẫu mà sẽ có cái thông số của nó sẽ là solar, pin năng lượng mặt trời nhé. Thì cái dòng pin năng lượng mặt trời thì như ở cái phiên bản 521 thì các anh chị cũng đã đều biết rồi, đúng không ạ? Cái việc mà mình sử dụng ấy thì nó rất là đơn giản thôi. Các anh chị cũng chỉ rút núm ra sử dụng bình thường như ở các mẫu đồng hồ khác. Đấy, cái móng tay của em nó ngắn lắm. Đã, cái móng tay của em nó ngắn. Các anh chị cậy cái chốt này ra. Đó. Nha, đây. Thì khi mà mọi người rút cái đây này, các anh chị sử dụng là các anh chị rút cái núm này, nó rất là đơn giản, đúng không ạ? Để mình chỉ việc đó là chỉnh giờ, đúng không ạ? Sau đó là mình đóng núm, thế là xong rồi nó cứ thế là nó chạy thôi.
Nhưng mà để mà tạo nên một cái phiên bản solar pin năng lượng mặt trời ấy, thì người ta phải trải qua rất là nhiều các cái quá trình, đó là từ có những cái tấm hấp thu năng lượng ánh sáng mặt trời này, đúng không ạ, chuyển hóa thành 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 năng lượng này, đúng không ạ, tích vào trong quả pin đấy, thì đấy là cái về cái cơ chế của họ. Nên thường đối với các cái dòng solar pin năng lượng mặt trời thì giá của nó cũng sẽ khá là cao chứ không hề rẻ, nhưng mà thực sự nó rất là xứng đáng với các cái công sức của người ta bỏ ra, đúng không ạ. Đấy, còn mình thì sử dụng rất là bình thường, rất là dễ luôn ấy, rất là hay. Với mẫu này thì bên trong này, mặt của nó sẽ là mặt khảm xà cừ nha mọi người nha. Mặt nền trong khảm xà cừ và nó chia ra làm hai lòng mặt. Lòng mặt phía bên trên này thì nó sẽ có các đường vân khảm và nó sẽ có khắc các phần thông số, đó chính là các cái cọc số của nó đi kèm. Tiếp theo vị trí phía dưới này thì có phần thông số, đó là ceramic. Đúng không ạ? Ceramic thì toàn bộ này, cái viền này, cái niềng nhá, niềng benzen này với cả cái dây này. Đó, đúng không ạ? Thì nó sẽ được làm ở chế độ đá ceramic. Đấy thì nó rất là hay. Đó. Đây, nó có hai cái đình chỉ hai bên này của nó là bằng thép nha, viền này. Đấy đúng không ạ? Đây, có cái niềng này của nó thì nó sẽ là ceramic này, ceramic này. Thì với cái chất liệu đá ceramic ấy thì nếu như mà mọi người mà có cái cơ địa mà bị dị ứng ấy thì nó cũng sẽ rất là tốt cho cái sức khỏe của mình, để nó hạn chế được cái phần dị ứng bởi vì nó bằng đá. Đúng không ạ? Và thứ hai nữa là cái đá ceramic này này thì nó sẽ chống chảy chống xước rất là tốt, và gần như là mình mà đeo lên tay ấy, càng đeo nhá, nó đá của nó lại càng sáng, đúng không ạ, càng bởi vì nó càng bóng nhá, đá của nó đúng không ạ, càng bóng nó sáng lên và không bao giờ sợ là bị lỗi mốt, bởi vì là mọi người đeo một thời gian dài đi sang nữa thì cái đá của nó lúc nào nó cũng sáng, mà mình chỉ cần lau vệ sinh sạch sẽ đi á thì nhìn cái đồng hồ của nó sẽ lại như mới luôn đấy. Nên là khi mà mình sử dụng sang các phiên bản dòng đá ceramic này thì nó sẽ có rất là nhiều các cái ưu điểm. Mặt khảm xà cừ nhá, đằng sau đáy này thì nó cũng sẽ có phần thông số, đó chính là Ceramic Band độ chống nước 3ITM Solar nhé, mã MZ004 này. Đấy, ở đây thì có tag mác đầy đủ của Morozekadi. Đây, MZ004 trừ 3 Solar. Bản này thì đang có giá hãng hiện tại của nó đang là 82.500 yên. Giá cực kỳ cao, không hề rẻ đúng không ạ? Nó tương đương với khoảng hơn chục triệu. Tương đương với khoảng hơn chục triệu, nó rơi vào tầm khoảng chắc khoảng độ 14-15 triệu. Đúng không ạ? 14-15 triệu đối với phiên bản này. Bàn này size 28 nhé mọi người nhé, nhưng nó không nhỏ quá đâu, và càng của nó sẽ là 36.5. Cái này thì dành cho chị nào mà nữ tay nhỏ nhỏ thôi, tay tầm từ 15 năm đổ xuống, hoặc là tay 16, cũng nói là tay 16 đấy đổ xuống là mọi người sẽ đeo ok, bởi vì tay em thuộc vào tay nữ tay to rồi, thế cho nên là em không đeo được các cái bản size nhỏ nhỏ này. Đấy, các chị nào mà nữ tay nhỏ nhỏ xinh xinh ấy, mọi người đeo lên tay bàn này nó rất là tôn da và nó sang. Mẫu này thì em đang để cho cả nhà mình, đó là 2.450.000. Dạ vâng, 2.450.000, và mẫu này sẽ ở mã 522. 2450 mã 522. Ceramic nha mọi người nha. Solar ceramic. Đấy, vừa là pin năng lượng mặt trời này, đúng không ạ? Vừa là cái chất liệu đá ceramic đi kèm. Giá hãng của nó khá là cao. Tiếp theo sang ở mã 523. Phiên bản 523 thì em sẽ lên cho cả nhà mình, đó là ở một cái mẫu mẫu này đi. Đây là mẫu cơ. Đây là mẫu cơ của Savatomara, thương hiệu của Ý. Bản này thì em có về là full hộp này. Đấy, sổ của nó phía bên trong đầy đủ. Mẫu này thì mới, cũng rất là mới luôn. Đấy, cái này thì chắc người ta chỉ sử dụng 1 đến 2 lần thôi, nên các chị thấy nhìn trông rất là mới, rất là đẹp nha. Đối với bản Savatomara này thì đây là một thương hiệu, cũng là thương hiệu của Ý này, đúng không ạ? Và mẫu này là mẫu Collins Day nhé mọi người nha. Cơ cóp, cơ cóp chứ nó không phải là cơ auto đâu. Lưu ý xem nó là cơ cóp. Đấy, thì tức là mọi người sẽ lên cóp tay như này, đúng không ạ? Các chị lên cóp tay thì ở bên trong nó sẽ có một cái ổ chữ cóp dòng hand winding, và nó làm theo phong cách skeleton đấy, tức là mọi người nhìn thấy được cái khung xương ở phía bên trên này, đúng không ạ? Sau đó là mọi người nhìn đằng sau này cũng sẽ có các cái phần lộ luôn, cái phần cơ bộ máy của nó ra luôn. Cọc số La Mã nha. Đó, cọc số La Mã này. Rất đẹp luôn, và nó có lộ cơ ở vị trí trung tâm này. Toàn bộ phần viền này, niềng này, núm này. Mặt trước mặt sau độ chống nước của nó sẽ là 33. Ở đây nó ghi đó chính là mechanical, đúng không ạ? All stainless steel này, mã chất của nó đi kèm đầy đủ này. Và bên trong bộ máy đây sẽ sử dụng đó chính là máy Mizota của Citizen. Bộ máy 8N33 đó, Japan, đúng không ạ? Bên trong một cái bộ máy rất là đẹp. Đây chính là phiên bản mà sẽ sử dụng, đó chính là dòng hand winding, tức là curling dây. Đó.
Tiếp theo là về phần dây nhá. Về phần dây thì nó sẽ sử dụng một cái bộ dây da, và đây là Genulisa dây da chính hãng, chốt khóa nguyên zin, đúng không ạ? Độ mới cao. Cái này thì gần như là người ta chỉ sử dụng 1 đến 2 lần. Size 42.3 và càng của phiên bản này sẽ là 48.2. Nó không quá to đâu. Cái này cho cổ tay của các anh nam khoảng độ từ 17 đổ lên ý, là một người sẽ đeo ok. Và đối với mẫu này thì em đang để cho cả nhà mình đó là 2.850.000. 2.850.000 mã 523. 2850 mã 523 nhé. Tiếp theo sang ở mã 524. Phiên bản 524 thì em lên cho cả nhà mình ở mẫu này đi. Đây là mẫu của Citizen. Cái bản Citizen này cũng là bản Citizen Eco Drive pin năng lượng mặt trời đấy. Nên là ở các cái dòng này thì dòng Eco này này, em phải nói thật sự là giá của nó khá là cao đấy ạ, chứ không hề rẻ đâu, vì là nó sẽ tương đương với cả một bản cơ. Đấy, giá của nó tương đương bản cơ, và nó có khi là nó còn hơn cả bản cơ luôn. Giá có khi hơn, cao hơn cả bản cơ luôn. Đây là viền cạnh này, rất là đẹp luôn nha. Mười thấy không? Mặc dù là cũng đã qua sử dụng rồi đấy ạ, nhưng mà độ mới của nó còn rất là cao. Và cái mẫu này thì gần như là em phải khẳng định một điều là gần như các anh chị không bao giờ sợ bị đụng hàng luôn ý. Vì mọi người biết là Citizen về thì rất nhiều mẫu, đúng không ạ? Chứ không phải là ít. Nhưng mà đây là lần đầu tiên mà em đấu được về cho cả nhà mình với cái form kiểu dáng này này. Nó tròn này, so bên ngoài này của nó thì nó sẽ hơi vuông vuông một chút xíu. Ở bản này thì mọi người xem giúp em nhá. Ở đây nó sẽ có chạy solar, chạy pin năng lượng mặt trời này. Em xem cái kim ở số 3. À, đây đây, nó như thế này nhé mọi người nha. Đây sẽ là kim dây này, đây là kim giờ này, đây là phần kim phút này. Còn cái kim mà khi mà em bấm vào đây này, đúng không ạ, nó kích hoạt, nó chạy này này. Thì cái kim dây này là kim dây chạy cho chức năng chuyên của Grab. Và thời gian đo tốc độ tối đa sẽ được hiển thị ở vị trí, đó là vị trí góc từ 9 cho đến 10 giờ. Và nó thiết kế theo kiểu dạng một cái hình xòe quạt. Còn ở đây là kim 24 giờ một ngày, thì mình cũng biết được đây là thời gian ban ngày hay ban đêm ý. Ví dụ như lúc này nó đang là 8 giờ sáng ý, đúng không ạ, đây các chị thấy cái vạch mốc của nó sẽ là vạch mốc số 8 ở đây. Đấy, 6, 8, 10, 12 đúng không ạ, đấy thì vạch mốc số 8 ở đây. Thì tức là lúc này bộ máy đang hiểu là 8 giờ sáng. Nó có một cái cửa sổ lịch này, và cái ô cửa sổ lịch này thì nó cũng sẽ có kính lúp. Đấy, nên là mình xem cái lịch này rất là dễ. Đây là toàn bộ phần viền, vỏ, mặt kính, đúng không ạ? Đây, vừa phay xước vừa sáng bóng sẽ kết hợp với nhau nhá. Bản này thì độ mới cũng rất là cao. Tiếp theo là về phần dây này, thì vừa cũng vừa làm phay xước vừa làm sáng bóng này, chốt khóa nguyên zin. Ở đằng sau đấy nó còn nguyên cả seal nha. Nó còn nguyên cả seal, và nó sẽ ghi được chính là Citizen Eco Dry, độ chống nước là 10 ATM, Japan Mode và Kei China. Kei thì tức là vỏ của nó, đúng không ạ? Sản xuất tại nhà máy của Citizen, được đặt tại bên Trung thôi. Còn đâu là nó vẫn phải theo tiêu chuẩn công nghệ của hãng. Mẫu này có size là size 40, và càng của phiên bản này sẽ là 47.8. Đấy, thép trắng nhá, mặt đẹp này, các chị thấy không? Lên tay rất là sang luôn, nó rất là đơn giản thôi, nhưng mà khi mà đeo lên tay nhìn trông nó rất là đẹp. Bản này thì em đang để cho cả nhiều người mẫu này, đó chính là 2.6 triệu. Mẫu này có dạ quang ở kim giờ kim phút, buổi tối nó sáng lắm. Đây này. Đấy, buổi tối nó sáng quang như này luôn này. Đó, 2.6 triệu nhé, 2.600.000. Mẫu này sẽ ở mã 524, 2.6 triệu mã 524. Tiếp theo sang ở mã 525. 525 thì em lên cho cả nhà mình đó là ở mẫu này. Mẫu này là phiên bản của Zeppelin. Bản này thì em mới về. Đây này, nó còn nguyên cả cái dán của cái túi này. Đó. Cái này thì em hôm nay em mới bóc. Mẫu này nhá, mẫu này thì mới nguyên zin luôn. Thì thực sự là cũng hơi tiếc là mẫu này nó không về hộp đâu ạ. Nó chỉ về nguyên đồng hồ thôi. Đây này, nó đang lên tít đỉa này mọi người này. Cái tít đỉa này thì đây này, lên tít đỉa này. Đấy, đây mới là cái màu của nó nhá. Còn cái màu tít đỉa nó sẽ đậm hơn này. Nó hơi loang loang như này này. Đấy. Thì là mọi người sẽ lau đi là sẽ sạch thôi. Em đây em để em lau cho.
Đấy. Đấy mọi người thấy không? Màu của nó này. Đấy thì cái này của nó cũng thế nhá. Lau đi là sẽ sạch thôi. Đấy. Cái này thì em sẽ lau vệ sinh sạch sẽ lại cho cả nhà mình, sau đó thì em sẽ gửi hàng. Thế cho nên là mọi người hoàn toàn là yên tâm nhé. Hơi tiếc là nó không về hộp, nó chỉ về nguyên đồng hồ. Đấy, viền này. Rất đẹp, bản này mới nguyên luôn, chưa sử dụng. Đây, tem tag mác của nó còn đầy đủ. Mẫu này thì trước khi mà em lên video cho cả nhà mình là em cũng check rồi đấy, là giá của nó khá cao đấy mọi người ạ. Mặc dù nó là bản pin thôi nhé, nhưng mà giá khá là cao. Bởi vì đây là một cái phiên bản của Đức ấy. Ở trên trang của eBay á, thì nếu như mà các cái mẫu mà mới nguyên zin chưa qua sử dụng nhé, là họ đang bán với mức giá nó dao động rơi vào tầm khoảng độ từ 9 cho đến gần 11 triệu. Còn đối với là các cái mẫu mà đã qua sử dụng rồi, là người ta đang bán ở trên trang của eBay đấy, trên trang thương mại điện tử của Mỹ ấy, là rơi vào tầm khoảng độ 6,8 triệu. Đấy, đây là mọi người có thể check cho cái mã này này, là nó sẽ ra. Đó là Zeppelin LZ12686-3. Đấy, mọi người có thể check theo cái đấy, hoặc nếu không có thì anh chị có thể nhắn cho em thì em sẽ check, em sẽ gửi cho cả nhà mình. Đấy, đây là mẫu Zeppelin, đây là phiên bản của dòng LZ126, thì cũng là ý tưởng từ cái đó chính là cái máy bay ấy, đúng không ạ? Máy bay LZ126 ấy thì cũng đặt cho tên của một các bộ sưu tập luôn. Và đây là một cái phiên bản kỷ niệm cho cái chuyến bay đến Los Angeles. Đấy, bản này là made in Germany, đúng không ạ? Tức là được sản xuất lắp ráp các chi tiết linh kiện đều ở tại Đức. Ở đây thì sẽ có cái chi tiết niềng ở bên ngoài này, cái chi tiết thông số này, viền viền này này, đúng không ạ? Thì nó sẽ có một cái màu, nó sẽ hơi màu cam cam đậm đậm một chút xíu, nó giống như cái phần viền vỏ vàng ấy. Đấy, rất là đẹp. Cọc số thì sẽ là cọc số học trò. Ở phía bên trên này là cái lịch nhá, cái lịch ở vị trí góc 12 giờ. Đây là một cái mẫu thiết kế năm kim, đúng không ạ? Zeppelin. À, cái mẫu này là hai múi giờ mọi người nhá, tức là dòng dual time này. Đấy, đây sẽ là một cái bộ máy riêng nhá, đây sẽ là một cái bộ máy riêng, à, không phải bộ máy riêng mà đây là một cái phần đó là chỉnh cho một cái giờ địa phương đó, đúng không ạ? Còn vị trí phía dưới này thì mọi người cũng sẽ chỉnh, đó chính là cho cái giờ, đó chính là cái giờ thế giới. Ví dụ như mọi người cần đến các cái công việc ở bên các cái quốc gia khác ấy, thì các anh chị mọi người có thể chỉnh giờ theo cái giờ của quốc gia đó ấy, thì nó rất là thuận tiện cho công việc của mình. Đấy, còn về các cái phần viền vỏ này này, đúng không ạ? Lên tiết điểm này thì em sẽ lau vệ sinh sạch sẽ lại cho cả nhà mình, sau đó sẽ gửi hàng nha. Thì mọi người hoàn toàn lấy yên tâm, đúng không ạ? Mã QR có đầy đủ, made in Germany, độ chống nước là 5 ATM, all stainless steel nhá. Đây là mã check thì em nãy mình đã có đọc cho cả nhà mình rồi. Còn đây là dây giang nguyên zin này, và đây là dây handmade in Germany nhá, tức là dây thủ công đấy, nhưng mà được sản xuất tại Đức luôn. Thì các anh chị biết là riêng bình thường mà các cái chất da này, đúng không ạ, mà đã được sản xuất tại Đức ấy, thì nó đã là chất da rất tốt rồi. Ngoài ra đây lại còn là phiên bản, đó là phiên bản handmade, tức là được làm thủ công toàn bộ, nên là người ta làm rất là chi tiết, rất là cẩn thận với các cái đường chỉ khâu tay này, đấy, dây này, chốt khóa, để chợ tác mác này, còn đầy đủ luôn nhá. Cái khóa này là khóa zin của nó đấy, chứ không phải là khóa khác đâu mọi người nha. Vì cái khóa này nó cái tùy từng dòng, tùy từng cái bộ sưu tập ấy, thì cái bộ sưu tập này nó khóa này của nó này, đúng không ạ? Nó không có logo đâu, nó có gắn tác của nó đi kèm thôi. Ở mẫu này có size mặt đó là size 42.5, và càng của phiên bản này sẽ là 48.7. đây đúng là theo kiểu dạng mua một được hai đấy, đúng không ạ? Đấy, vì là mình mua một cái đồng hồ nhưng mà nó có hai cái phần mặt đồng hồ bên trong luôn, đúng không ạ? Mình xem được cả hai múi giờ. Đấy, và mẫu này thì em đang để cho cả nhà mình đó là 3.350.000. Bài này thì em sẽ gửi vào cái hộp đỏ của bên nhà em nhé, nên mọi người hoàn toàn yên tâm. 3.350.000, mã 525. Tiếp theo sang của mã 526 thì em lên luôn, đó là ở bản của Citizen này. Đấy, đây là mẫu của Citizen. Cái mẫu Citizen này thì em có vẻ là full hộp nhá. Đấy, thì đây là giấy tờ, sổ sách mua hàng. Đấy chứ ạ, đây là trên cái cửa hàng, đúng không ạ, của Citizen này ở bên Nhật. Đấy, thời gian mua này, cái này là em mua trực tiếp tại cửa hàng luôn đấy. Đấy, thì ở đây mọi người thấy là mua từ hồi tháng 8 này. Đấy chứ ạ. Đấy, và đây là năm 2023. Đấy nhá, sổ này đầy đủ. Hộp. Cái này thì mọi người có thể là mang đi tặng được, đúng không ạ? Sẽ rất là ok.
Đây nhỉ. Đây, mới nguyên zin và chưa qua sử dụng nha mọi người nha. Mới nguyên zin chưa qua sử dụng. Đây là mẫu Citizen Automatic. Đối với bản Citizen Automatic này thì nó sẽ có cả trợ phần cót tay đi kèm. Nó có lịch 24 giờ nhé, cũng như là một cái lịch ngày ở vị trí góc 3 giờ. Đấy, mặt đồng hồ màu trắng này. Đấy, các chị có thể quan sát nha, màu trắng với các cái đường vân phía bên trong. Cái cọc số của nó bên trong nó sẽ hơi nghiêng một chút xíu. Bộ kim và cọc số thì cũng sẽ có dạng quang sáng ở trong điều kiện sáng kém này. Ở đây thì nó sẽ có là cái chi tiết niềng của nó sẽ là sáng bóng này, cạnh này, núm này. Bản này thì cái form kiểu dáng của nó đẹp lắm, nó tức là nó mang một cái nét gì đó nó rất là vintage nhưng trong một phiên bản hiện đại. Đấy, dây thì cũng sẽ vừa sáng bóng ở hai bên, phay xước ở giữa, chốt khóa nguyên zin. Đằng sau đấy đây cũng có module máy, đó chính là Khan 4166 nhé. Với dòng máy này thì nó sẽ có 21 chân kính này, thời gian tích cóp tối đa của nó cũng đạt được đến 40 tiếng. Và ở bản này một điểm cộng nữa đó chính là sử dụng kính sapphire. Đây là một cái điểm cộng tuyệt đối để nó giúp cho đồng hồ của mình chống trầy, chống xước. Mọi người thấy không? Thép trắng, mặt trắng. Đấy. Thì thực sự với cả nhà mình là để mà nếu như mà mình bắt mắt hay là mình ấn tượng ấy, ngay từ cái nhìn đầu tiên thì thường sẽ là các cái màu gọi là các cái màu nó đậm lên, màu nó rực rỡ hơn. Đúng không ạ? Nhưng mà khi mà với các cái màu rực rỡ đấy thì một thời gian thì mình cũng sẽ có thể là nó sẽ kén đồ một chút. Đấy, nó sẽ kén đồ một chút xíu. Nhưng đối với thép trắng này thì mọi người thấy không? Kể cả mọi người đeo bao nhiêu lâu đi chăng nữa ấy, nó rất là đẹp mà không bao giờ sợ bị lỗ mốt. Đấy mà rất là dễ đeo. Mẫu này có size mặt đó là size 38.3 và càng của phiên bản này sẽ là 48.7. Đây như cổ tay của em đây. Đấy, 16.5 em đeo vừa luôn. 17, 17.5 đều đeo được hết. Mẫu này em đang để cho cả nhà mình đó là 5.500.000, 5.500.000. Thường thì với các cái dòng này thì giá hãng nó dao động rơi vào tầm khoảng hơn 8 triệu, tầm 8 triệu 6, 8 triệu 7 gì đó. Đấy, bản này là 5.500.000. Mẫu này sẽ ở mã 526 nha, mã 526. Tiếp theo di chuyển sang ở mã 527. 527 thì em lên cho cả nhà mình. 527. Đây. Đây là mẫu pin. Đây là mẫu pin của Savatomara. Đấy, thì ở cái bản 523 thì nó là bản cơ đúng không ạ? Còn đối với bản này thì nó sẽ là một cái bản pin, hộp giấy tờ, sổ sách đầy đủ. Mới nguyên luôn, bản này cũng mới nguyên luôn. Và form của bản này nó đẹp nhá, bởi vì là nó làm theo kiểu dạng như là giống như là form của Rolex ấy. Nó có kim dây rốn chạy ở vị trí góc 6 giờ, lịch này, nó có một cái vòng tròn lịch luôn phía bên trong nhá. Tức là mình nhìn được cái sự chuyển động của lịch luôn ấy. Ví dụ như là bây giờ em sẽ xoay cho cả nhà cùng xem này. Nên đang là ban ngày. Đấy, để em rút cái núm này, xoay dịch ra đây một chút để cho mọi người có thể là quan sát nha. Đấy, đúng không ạ? Thì khi mà mọi người xoay như thế này nhá, thì các anh chị thấy là các cái bánh răng của nó này, đúng không ạ? Các cái lịch của nó sẽ dịch chuyển dần, đúng không ạ? Rất là hay, tức là mình nhìn được cái sự chuyển động của phần lịch. Đấy, tức là gần như là nó cũng sẽ lộ ra cái bộ máy của nó luôn ý. Đây, cọc số này, đúng không ạ? Nó sẽ hơi làm chóp nổi lên một chút xíu. Bản này thì có thiết kế đó là niềng xoay và đáy của nó là đáy vặn đi, độ chống nước của nó cũng rất là tốt, độ chống nước của nó sẽ là 5 ATM. Dây thép trắng nhá, vừa sáng bóng vừa phay xước kết hợp với nhau và mẫu này thì mới nguyên zin và chưa qua sử dụng. Size mặt ở bản này là size 39 ạ và càng của phiên bản này sẽ là 47.7. Như cổ tay của em 16.5 này, mọi người thấy lên tay màu này đẹp không? Đúng không ạ? Cái này là phải bỏ cái này ra. Cái mẫu này là phải bỏ cái dây ra, vì cái dây nó tự nhiên lại cuốn vào đây. Thì nhìn trông nó sẽ dễ nhìn hơn. Đây. Đó, mọi người thấy không? Rất là ôm tay nhá, rất ôm tay, rất là đẹp. Đó. Và mẫu này thì em đang để cho cả nhà mình đó là 2.150.000. 2.150.000 mã 527. Đó, 2150 mã 527 mới nguyên zin chưa qua sử dụng, form đẹp. Đúng không ạ? Niềng xanh này, đúng không ạ? Bên trong có các chi tiết màu xanh và thép của nó là thép trắng. Đấy, bản này sẽ ở mã 527, 2150 mã 527. Tiếp theo sang ở mã 528. 528 thì em lên cho cả nhà mình ở mẫu này. Trời ơi, đẹp chưa?
bên trong mạch khảm nhé mọi người nha. Bên trong mạch khảm này, bốn cái viền này ngoài này của nó sẽ là năm cái viền, sáu cái viền ngoài này của nó sẽ là niệm nạm đá toàn bộ này. Đấy, cái bản này thì đây là phiên bản Christian Adigio, nó có một lịch ở vị trí góc 3 giờ. Đây của Los Angeles nhá, đây là nó cũng là thương hiệu của Mỹ ấy. Đây, Christian này, Los Angeles này, độ chống nước này, đẹp không? Mọi người thấy đây là cạnh nhá, được khắc này. Cái phiên bản này thì em thấy là cái form kiểu dáng là giống với cả cái bản của Nga ấy. Nhưng mà em không biết là mọi người có biết đến cái bản mà giống như cái bản quốc huy của Nga không? Đấy thì nó hơi giống với cả cái bản đấy đấy, hơi form kiểu ấy. Đó, mặt khảm bên trong nhá, và các cái chữ này rất đẹp. Ở đây nó còn có thêm một cái phần đồng xu ở đây nữa, cái logo đồng xu nữa. Đấy, dây chốt khóa, ôi bản này xịn thế. Dây này, chốt khóa này, cạnh này. Mẫu này thì có size mặt đó là size 40 nhá, và càng của phiên bản này sẽ là 45.3. Đấy, dành cho anh nam tay vừa và hơi to một chút xíu là mọi người đều có thể đeo được. Mẫu này em đang để cho cả nhà mình ở phiên bản này, đó chính là 1.700.000. Đây sẽ ở mã 528. Sang ở mã 529. 529 thì ở đây em lên luôn cái mẫu cơ này. 529 lên mua mẫu cơ của Carnival này nhé. Đối với dòng Carnival thì mọi người đều biết rồi, đúng không ạ? Thì nó sẽ là các cái phiên bản mà mới nguyên zin, full hộp, giấy tờ sổ sách đầy đủ. Và ngày hôm nay thì em có giới thiệu đến cho cả nhà mình, đây chính là mẫu Carnival với thiết kế 3 kim. Nó có lịch ngày, lịch thứ, đúng không ạ? Và form kiểu dáng của nó giống với cả phiên bản của Patek Philippe dòng Nautilus. Đó, đây. Màu ghi sáng ở phía bên trong lòng mặt, đúng không ạ? Có đầy đủ chức năng. Với bộ kim ý và cọc số nhá, thì nó cũng sẽ có dạng quang sáng này, ở trong điều kiện sáng kém. Em cho cả nhà mình xem, nó có dạng quang này. Đấy, mặt kính sapphire, đây cũng là một điểm cộng tuyệt đối cho cái bản của INW. Bởi vì là cái dòng INW này nó là dòng cao cấp của Carnival, đúng không ạ? Và nó hướng đến đó chính là worldwide, tức là phân phối thị trường ra toàn cầu ấy, nhưng mà nó vẫn phải đạt được cái gọi là cái tiêu chuẩn công nghệ của nó, chính là tiêu chuẩn công nghệ theo quốc tế đấy, đúng không ạ? Đó, đây là chi tiết niềng này, nó sẽ được nạm đá nhé, và cái chi tiết niềng này của nó này, các cái đá này của nó rất là chắc chắn, bởi vì là nó nằm cùng cái mặt phẳng cùng với cả phần kính và phần niềng đấy, nên là không bao giờ sợ là cái đá nó bị nhô lên mà bị vỡ hay mẻ đá, đúng không ạ? Và thứ hai nữa đó là cái chi tiết niềng bên trong này này, nó đều được ghim chấu nên là nó sẽ rất là chắc chắn, đá của nó sáng đẹp này. Đây là phần núm, mẫu này thì nó là mẫu cơ tự động và có cả trợ có tay đi kèm, thì khi mà em rút núm em xoáy nhá, thì em sẽ cho cả nhà cùng xem là các chức năng bên trong của nó sẽ hoạt động như thế nào, đúng không ạ? Chuyển sang ngày 29 rồi, đúng không ạ? Và bắt đầu này, cái lịch này đấy thì nó đã chuyển sang ngày mới rồi đấy, thì nó sẽ có các phần thông số ở đây. Đây là viền và dây của nó là dây thép đúc này, với các cái đường chỉ phay xước, đúng không ạ? Đây, dây chốt khóa nguyên zin. Mặt sau này nó sẽ có mô đun máy, đó là NH36A của Seiko. Tức là mẫu này sẽ sử dụng máy của Seiko nhá, nên là có cái chân kính của nó khá là cao, đó là 24 chân kính, thời gian tích cóp tốt. Bản này có size mặt đó là size 42.7 và càng của phiên bản này sẽ là 49.3. Mặt đồng hồ đẹp, dây thép trắng, đúng không ạ? Tag mark đầy đủ, sử dụng kính sapphire. Bản này thì trên thị trường thì không bán dưới cái mức giá đó là 4 triệu đâu. Ít nhất người ta đang bán với mức giá đó là 4 triệu 8 trở lên. Ít nhất là 4 triệu 8 trở lên. Đấy, và mẫu này thì em cũng đang để kỷ niệm cho cả nhà mình ở phiên bản này, đó chính là 3 triệu 800 nghìn. Bản này sẽ ở mã 529, 3 triệu 8 mã 529. Full hộp. Ấy, cái này mọi người có thể là mang đi tặng. Mất rồi. Có thể mang đi tặng cũng được nha. 529. Tiếp theo sang ở mã 530 và cũng là mã hàng cuối cùng của trong video ngày hôm nay. Thì đây em lên cho cả nhà mình đó là, thôi, em lên rất nhiều Savato rồi, đúng không ạ? Thì em lên luôn cái mẫu của WeZ này. Đây là một WeZ chi nhánh con của Seiko, 6 kim chạy chức năng Chrono của Grab. Mặt đồng hồ đẹp nhá, kính nó sẽ hơi cong một chút xíu này. Đấy, và thép của nó ấy, thì nó là thì kiểu dạng như là thép đúc, đúng không ạ? Nó cũng sẽ vừa làm phay xước vừa làm sáng bóng kết hợp với nhau này. Mặt đồng hồ đẹp nhá, trong này,
Đó, dây này, thép này. Cái mẫu này thì dành cho anh nam tê to to một chút xíu thì đeo lên sẽ rất là ok. Sử dụng mô đun máy là dòng 7T92. Dây có mã số hiệu của dây, đúng không ạ? Máy Nhật Keiichi, tức là vỏ sản xuất tại nhà máy của Seiko được đặt tại Bình Trung, bởi vì GZ nó là chi nhánh con của Seiko. Đấy, ôm tay cái này thì nhìn trông nó khá hầm hố ý, và dành đến cho các anh nam tê vừa và hơi to. Bạn này thì em cũng đang để cho cả nhà mình ở mẫu này, đó chính là 1.700.000. 1.700.000 nhá. Form này đẹp lắm. Đó, 1.700.000. Mẫu này ở mã 730. Ở mã 730 và cũng là mã hàng cuối cùng của trong video ngày hôm nay. Thì mọi người có yêu thích ở mã sản phẩm nào thì mọi người có thể liên hệ đặt hàng theo số hotline và cũng là số Zalo của em. Đó là số 0858585 từ quý 2, hoặc có thể để dưới phần comment bình luận nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều và hẹn gặp lại trong video tiếp theo ạ.